Kính thưa quý vị và các bạn, trước mặt tôi đây là tòa án của một cái quận của thành phố Tây Gô. Hôm nay là thứ hai và cũng là ngày Quốc Khánh, cho nên thời tiết mát mẻ vào lúc 7 giờ sáng giờ Hàn Quốc. Thì tôi xin tự giới thiệu mình, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Nhưng một cái dịp đi Hàn Quốc thì tôi muốn đến cái một cái tòa án để xem cái mô hình của tòa án như thế nào. Chắc chắn là tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn cái phong cảnh ở phía bên ngoài cái tòa án, trụ sở tòa án và một số thông tin cơ bản nhất tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn nhân một chuyến đi du lịch nước ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, dân số của Hàn Quốc là 51 triệu người, so với Việt Nam mình là 95 triệu người theo thống kê của từ điển. Trong khi đó diện tích của Việt Nam mình là 330.000 km vuông, trong khi là Hàn Quốc là 100.140, tức là nói nôm na là diện tích của Hàn Quốc nó sẽ chỉ bằng 1/3 diện tích của nước Việt Nam mình, tuy nhiên là dân số thì bằng một nửa của Việt Nam. Thì qua 2 tuần được chiêm nghiệm những cái cuộc sống của người dân Hàn Quốc về nhà ở, về đi xe buýt, xe điện đến tòa án, những cái sinh hoạt hàng ngày của Hàn Quốc, tôi nhận ra thấy ra một điều rằng Hàn Quốc là một nước công nghiệp, cho nó cái tốc độ di chuyển của họ rất là nhanh, trong khi ở Việt Nam thì tốc độ chậm hơn. Về thức ăn thì họ cũng không ăn nhiều như ta, và trên bàn ăn của họ bày biện chủ yếu là rất là nhiều món, và trong những cái bữa ăn chính thì thường là có kim chi. Về con người Hàn Quốc thì cuộc sống của Hàn Quốc thì những ngày tôi được ra ngoài thì tôi sẽ thấy là đa số là người già, vì trên 60 tuổi, vì có thể rằng là do họ không còn lao động, hay là do họ có nhu cầu về giải trí, về bạn bè, cũng có thể là do cái phương tiện công cộng là xe buýt trên 60 và xe buýt và xe điện điện ngầm không lấy vé. Và rất là một điều về phương tiện giao thông thì các bạn thấy không, những người trẻ thì họ sử dụng bằng cái phương tiện giao thông chính là xe hơi. Còn đối với những người có mức sống thấp hơn, cũng giống như những người nước ngoài, tôi muốn trải nghiệm đi nước ngoài thì không có một cái kẹt xe giống như ở Việt Nam. Thực ra thì tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh, cho nên nếu muốn đi không kẹt xe thì tôi sẽ tránh đi vào những giờ cao điểm. Nhưng quý vị và các bạn thấy đó, những cái giờ làm việc của Việt Nam mình là khoảng 7 giờ, đi học cũng 7 giờ. Riêng ở Hàn Quốc thì những các em đi học thì từ 9 giờ, xưởng làm thì 8 giờ. Do đó cái lưu lượng giao thông nó phân bổ đều ra, nó không có bị trùng lắp phương tiện giao thông, và đó cũng là một cái điều hay mà tôi nghĩ rằng ở cái chính phủ Việt Nam mình nên nghiên cứu để mà tránh những cái lưu lượng quá tải trong cùng một thời điểm di chuyển. Trở lại vấn đề chính, hôm nay tôi đang giới thiệu với quý vị và các bạn một cái tòa án của quận. Thì tôi cũng không có vô được ở trong, do là hôm nay là ngày Quốc Khánh, ngày 2 ngày Quốc Khánh của Hàn Quốc, đó là ngày 15 tháng 8 năm 1945. Giữa Hàn Quốc và Việt Nam thì cũng có những cái điểm Quốc Khánh cùng một năm. Việt Nam mình thì là ngày 2 tháng 9 năm 1945, còn Hàn Quốc là ngày 15 tháng 8 năm 1945. Thì việc Quốc Khánh đó là phân chia từ lấy lại độc lập từ phía người Nhật. Tôi cũng xin nói thêm rằng là người Hàn Quốc thì cũng như là tất cả những cái người ở Việt Nam thì họ rò hỏi gọi là lịch đỏ. Lịch đỏ có nghĩa là mình được nghỉ vào ngày này. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn quang cảnh của thành phố. Đây quý vị và các bạn ha, từ ngoài mặt tiền ở thành phố vào thì giống như một cái đơn vị hành chính mà bất kỳ của quận, thì
tòa án nằm trong cái khu hành chánh. Hôm trước thì tôi cũng có làm một cái video đấu giá cho quý vị và các bạn xem rồi đó. Thời điểm tôi quay là thời điểm sau cơn mưa, cho nên nó có những cái thời tiết nó hơi dịu nhẹ, nhưng mà vẫn chưa có ánh sáng cho nên nó hơi tối. Thực ra thì mô hình của tòa án và ủy ban nhân dân của một cái quận trong thành phố thì chúng ta cũng thấy nó cũng giống như ở Việt Nam, nó không có những cái điều khác lạ gì lắm. Rất tiếc là tôi cũng không được tham dự vào những cái tham dự những cái buổi tuyên án. Có một lần thì tôi có chụp một cái thành là một cái tòa án của quận của thành phố Tây Gu. Tuy nhiên là do cái thời tiết nó nắng quá. Đây quý vị và các bạn thấy không? Ở trước thì có một cái mô hình của để bản hướng dẫn để chúng ta có thể đến được. Rồi tôi xác lại cho quý vị và các bạn. Nó phân thành hai cái bảng màu trắng. Màu trắng là gì ha? Chắc là khu hành chánh, một khu bên bên tòa hả? Đây quý vị và các bạn thấy cái bảng màu trắng. Thì thí dụ như bây giờ cái điểm đến của mình, ví dụ là phòng số 602, thì mình sẽ đến lầu 6 và lầu 602. Một cái bảng hướng dẫn chi tiết. Tôi cũng không rõ hai cái nội dung này. Tuy nhiên cái hai nội dung chắc có lẽ đó là cái sự phân biệt giữa hành chính và tư pháp. Đang thấy không? Và một lần nữa thì tôi muốn quý vị và các bạn thấy được cái tôi xem cho quý vị và các bạn cái biểu tượng của thần công lý của tòa án. Đây là một cái biểu tượng của thần công lý. Hôm bữa tòa án của thành phố Tigu có, nhưng mà do cái có nhưng mà do cái đặc tính là nắng quá cho nên một số cái thông tin nó bị cháy. Đây một cái biểu tượng của thần công lý. Mình là một người phụ nữ, bịt mắt giật cái tấm băng đen. Còn đây cũng là một cái người phụ nữ, không không chắc là phụ nữ nữa, có một cái cân, cầm một cái cân. Và tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cái biểu tượng của thần công lý này. Cái trụ sở của tòa án quận và đơn vị hành chánh của quận thì nó nằm ở giữa trung tâm, và chung quanh nó là một số cái tòa nhà. Thật ra thì tôi cho nó rằng là nó giống như tòa án của quận quận nhất, quận 5. Tòa án quận nhất, quận 5 thì nhiều hơn, tại vì hôm trước tôi có giới thiệu quý vị và các bạn cái tòa án của thành phố Tây Gu. Thì ở phía trước nó có một cái dãy của một số văn phòng, công ty luật, hợp danh gì đó, để cho thuận tiện cho cái việc mời luật sư trong cái vụ tranh cãi, trong tố tụng. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là những cái video cuối cùng để tôi quay cho quý vị trong những ngày the end của chuyến đi Korea. Kính mong quý vị và các bạn đón xem. Nếu thấy thông tin của tôi là bổ ích thì kính quý vị like hoặc share, để lại comment ở phía dưới, để cho tôi có một động lực làm tiếp những cái video khác. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.